Ok, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 11 nhé anh em. Rồi, phần mở màn của cái sàn đấu này thực sự là rất là đẹp phải không nào? Uầy, kiểu cảm giác như anh em mình đang chơi ở trong một cái hồ cá vậy. Đấy, rất là chill chill luôn. Và cái sàn đấu này nha, thì nó đang xuất hiện ở trong cái xứ sở kho báu. Anh em có thể quay tốn kỷ vật để sở hữu cái sàn này, cũng như là con linh thú mà mình đang sử dụng là con Ahri nữa. Ahri này thực sự là quá cute luôn, chưa kể là nó có một cái hiệu ứng kết liễu rất là ngầu lòi. Thế nên là anh em muốn sở hữu thì có thể gacha là một này. Đấy, anh em gacha thì phải mất đến 60 lần. Mà không, ông nào đen nhá là 61 lần, thì nó sẽ tốn tầm khoảng là hơn 2 triệu một chỉ. Đấy. Nhưng mà anh em muốn gọi là sở hữu với một cái mức giá rẻ hơn. Đấy. Cái sàn đấu này hoặc là con Ahri không thì Morgana, thì anh em có thể liên hệ qua Facebook cho mình. Mình sẽ bán account sở hữu sẵn sàn đấu hoặc là Ahri không là Morgana cho anh em. Đấy. Anh em nào mà quan tâm và muốn mua thì có thể liên hệ qua Facebook cho mình nhá. Link Facebook thì mình sẽ ghi ở phần comment. Ok. Để xem nào, quay trở lại với cái trận đấu thì mình đã có được khổng lồ U Linh cả. Sẽ là một cái độ hình meta và theo hướng leo rank cho anh em thôi. Dạo này là anh em bảo tôi làm về độ hình leo rank khá nhiều. Đây. Mình sẽ đép bằng hai bắn tỉa. Hơi tiếc khi mà chúng ta lại chưa có được ba thần thoại. Cảm giác khi mà có ba thần thoại sớm, anh em mình tích cho nó một vài những cái stack, nó sẽ khỏe dần 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 đều. Chứ bây giờ mà chúng ta chưa có thì khả năng là hơi yếu. Còn late game thì anh em mình cố gắng là chơi, một là chơi ba thần thoại thôi, hai là chơi bảy. Ông nào mà đẳng cấp thì chơi 10 thì nó lại khác. 10 thần thoại thì nó lại là vô địch thiên hạ rồi. Cái nhà này thực sự là hơi gớm này. Có một con Rek'Sai cũng như là Kog'Maw. Mà mấy con 2 sao ở giai đoạn đầu game thì nó trâu phải biết. Này ông, mình đang muốn tích tiền với cả là muốn chuỗi thua ấy. Thế nên là mình đã bán hết cái con không liên quan đi. Trận đấu này thì tôi đang thấy một cái độ hình rất là khỏe ở meta này và được nhiều anh em sử dụng để có thể leo rank. Bài này là bài thần thoại và chúng ta dồn trang bị cho bát anh em nhé. Đấy, đầu game thì anh em cố gắng lấy càng nhiều những cái gậy hoặc là cung gỗ càng tốt. Tại vì con bát của chúng ta nó sẽ cần đến tận 3 cái gậy cơ. Đấy, đấy là những cái trang bị mà tôi thấy sử dụng ổn. Còn không thì anh em có thể lấy hai gậy, hai cung làm hai cuồng đao. Cũng như là trang bị thứ ba thì chúng ta có thể làm một cái diệt khổng lồ hoặc là kiếm súng hextech. Thì con bát nó là một cái con vừa có đam vật lý, vừa có đam phép. Thế nên là rất khó để có thể counter con này. Và khi mà đi cùng với thần thoại thì anh em sẽ cần kẹp với một cái con liên xạ nữa. Mà không, một cái can xạ thuật sư mà chính xác, đúng rồi. Đó là con Teemo. Đấy, Teemo hoặc là CV anh em có thể kẹp cũng được. Nhưng mà về lay thì chúng ta có thể đánh bằng Kai'Sa để có thể tối ưu về ngưỡng sức mạnh hơn. Còn những cái trang bị phòng thủ, nếu như mà có nhiều chó gát quá, anh em có thể ném cho nó chó gát 3 sao. Lắp cho nó những cái trang bị như vuốt. Mấy cái trang bị phòng thủ, áo choàng gai, giáp lửa chẳng hạn. Đấy. Đặc biệt là những cái trang bị ngăn khả năng hồi phục máu thì mình thấy là sẽ có thể đa dụng hơn. Còn không thì anh em có thể chơi Tam Ken nhé. Combo Tam Ken và Bát thì tôi thấy là vẫn rất là bá. Meta anh em toàn spam thôi. Thế nên là trận này mình cũng sẽ test thử xem là cái đội hình này có thực sự mạnh và như nào mà lại nhiều anh em sử dụng như thế. Ok, let's go. Đi chợ xem nào. Với 87 máu thì chắc chắn là chúng ta sẽ được ra đầu tiên rồi này. Cung gỗ. Wow, cung gỗ Teemo, gậy AP. Chắc là mình sẽ lấy gậy trước tại vì nó nhỉnh hơn một tiền ấy.
Đôi khi nhá, một tiền đối với anh em là không quan trọng, nhưng mà một tiền đối với tôi gặp rất là nhiều những cái trường hợp rồi. Tôi chỉ cần thiếu một vàng để có thể lên một con 5 tiền 3 sao. Đấy, cái lúc đấy thì ân hận đâu có kịp nữa. Quay lại trở về quá khứ, biết vậy là tôi tích thêm một vàng à? Khó. Ui, 2.5. Quên, đây là một cái vùng đất của con đấy. Nó sẽ cho những cái mà cái kiểu lõi công nghệ ấy, nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên chứ không phải là xuất hiện theo như là 3.2, 2.1 và 4.2 nữa. Đấy, xuất hiện ngẫu nhiên cơ. Mình thì đã lấy một cái loại vút rồng này rồi. Có tam ken sớm thì mình lắp luôn, bởi vì nó sẽ là đấu sĩ. Hồi phục càng nhiều cái lượng máu hơn thì nó sẽ chúng ta sẽ được những cái mảnh trang bị thành phần khi mà lấy cái lõi này. 8.000 máu cơ à? Thôi đơn giản, chút nãy anh em mình tam ken ma thì nó lại nhanh không ấy mà. Ba thần thoại rồi. 5-7. 5 thần thoại thì nó chưa được cộng nhiều bấp lắm. 7 hoặc là 10. Một là chơi 3, chơi 7 hay là chơi 10 nhá anh em nhá. Mình chơi 5. 5 thì tôi thấy ở một cái ngưỡng sức mạnh tầm trung. Chơi 3 chúng ta có thể kẹp những con linh linh ta linh tinh vào được. Như nào có thắng được không? Hoài. Mạnh đây. Hôn gái. Johnny à, không được. Kuboku, mình sẽ lấy đấu sĩ nhá. Sao tự dưng khi mà có tam ken vào là thắng nhờ? Là như thế nào đấy? Có tam ken vào lại thắng là như nào đây? Tam ken là tôi nhớ có một mùa nó xuất hiện ở cái bộ tộc gì ấy mà nó ăn tướng thôi. Vẫn thích cái tam ken mùa đấy. Đợt lâu tôi nhớ là cho tam ken ăn mấy cái quả tướng 5 tiền 3 sao. Trời ơi, nó cân cả thế giới luôn. À anh em xem kìa, mấy con ếch với cả mấy con chim ở ở cái hũ tiền đấy. Nhưng anh em cũng hỏi mình là xem tiền của đối thủ ở đâu. Đây, như hiện tại mình có 40 tiền sẽ có 4 con ếch, và đối thủ 30 tiền thì sẽ có được 3 con chim đấy. Và có thể là hơn nhá, từ cái ngưỡng là 30 đến 39, nhưng mà anh em mình có thể nắm 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 bắt được những thông tin như thế là được. Còn mình thì ví dụ mình lên được 49 tiền thì cũng chỉ làm 3 con ếch thôi, à 4 con ếch thôi. Đúng 50 tiền thì mới là 5 con ếch ạ. Ủa anh kêu. Ui đây rồi, nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện rồi các bạn ạ. Xuất hiện khá là bất ngờ. Sử gia cảnh vệ. Không biết là cái lõi nó sẽ xuất hiện ở vòng mấy ở đây. Có khi nào vòng vòng 6, vòng 7 thì anh em mình có mấy ông chết toi mất rồi. Mấy ông bay màu top 8 luôn rồi ấy, là không được chọn lõi à. Nhiều khi là anh em mình vẫn có một cái cảm giác là chúng ta vẫn muốn biết trước, biết xem là cái lõi công nghệ của mình là gì, rồi thua cũng được ấy nhở. Kiểu nhiều khi là anh em mình gặp mấy quả lõi combo bật kèo đã lắm. Rồi ăn được không? Ăn gì mà lâu thế, chó gắt hay gì mà cắn mấy thằng này không ăn thua không à? Ok, nó sẽ là một cái giáp lửa này. Chùy xuyên phá thì chắc chắn là không không giòn à. Giáp lửa thì có thể lấy trang bị có được cái hiệu ứng vết thương sâu nhá. Anh em cứ thử nghĩ đi, một cái game đấu mà gặp mấy cái con hồi máu hút máu các kiểu, mà giáp cái giáp lửa này còn có khả năng là gây sát thương chuẩn nữa, thế là chúng ta có thể counter kha khá tướng đấy. Minh Nhật Nguyễn, wow, mày chỉ có 20 tiền thôi nhưng mà đã lên level 5, đang muốn giữ chuỗi tháng 100 máu à? Khả năng là hơi khó à nha. Gặp tôi rồi, với một con tam ken châu nhức nách. Bàn tay công lý thì ông này mới chỉ có một cái thôi. Tự tin rằng có Diana 2 và không lắp trang bị sao? Không được rồi. Tự tin khoe cá tính thế này là chết thôi. Lõi gì? Ờ nhầm, làm gì có lõi đâu.
cứ vòng 3.2 thì tôi cảm giác là có lỗi chứ. Ảo, ảo đá thật. Xạ thuật sư này, mặc dù là mình đã có được 5 thần thoại rồi, nhưng mà mình muốn kẹp xạ xạ thuật sư để có thể tăng tiến thêm cái ngưỡng sát thương gây ra hơn. Chứ cho một con Nico vào thì cũng được thôi. Nhưng mà để xem là với xạ thuật sư xem là nó như nào. Quyền năng à? Mày có một cái quyền năng 40 stack này chưa lắp này. Có tận hai cái cơ. Để dành cho ai đây? Mình nghĩ là có thể lắp cho Yasuo cũng được. Hay là tiếc cung à? Xong rồi. Tiếc cung là chết thôi. Mà khỏe đấy. Nhà này vẫn khỏe nha anh em nhá. Chấp đồ mà vẫn khỏe thế này thì thôi. Combo 2 này, bát này. Cho thêm một con chó gát vào này. Johnny hay là như này đi. À đúng rồi, như này mới đúng nhá. Cho hai chó gát làm gì? Nhỏ nhưng có võ. Sử gia, sử gia. Oh shit. Sao nhiều sử gia thế? Chơi game là anh em dạo này là tôi thấy là spam sử gia hơi nhiều. Ông nào cũng sử gia, ông nào cũng sử gia thôi. Ông này thì duy tâm luận. Wow. Sử gia cái le này. Boom. Cố lên nào. Quan trọng cái bài này thì mình thấy là phải giữ máu này. Giữ máu xíu. Còn link cái đội hình chuẩn thì mình sẽ để ở phần dưới video nhá. Ờ chắc mình sẽ để ở phần dưới video, cũng như là mình sẽ đăng ở trên cái nhóm TFT cho anh em dễ xem hơn và dễ ấy hơn. Với cả là anh em nào mà muốn kết bạn Facebook với tôi thì có thể là gửi lời mời kết bạn này. Link Facebook thì mình sẽ để ngay ở phía dưới nhá. Tôi sẽ đồng ý kết bạn với tất cả những anh em viewer. Một con bát cầm gậy. Holy shit, không được rồi. Mà anh em nhớ là comment ở cái gọi là bài đăng mới nhất của mình ở trên Facebook ấy, là từ bên YouTube qua. Đấy, tôi biết là anh em viewer sang. Đấy, đồng ý hết. Chứ nhiều quả cờ lôn vào kết bạn tôi cũng khó. Tôi chả biết anh em ở đâu, đúng không? Morgana này. Ta có Kai'Sa là chuẩn chỉ hơn rồi. Phiên đi chợ lần này thì nó lại có một cái điều đặc biệt là éo cuối cùng. Éo cuối cùng các bạn ạ. Thế này làm gì có cuồng đao mà chơi đây. Hồi nãy là biết vậy là bỏ ra một tiền để đầu tư cái cung à. Nhưng ai lại biết trước được cái vòng này là không có cung đúng không? Tham một tiền không có cung bây giờ. Thôi. Mặc cho số phận sắp đặt. Anh em mình để xem là cứ đi đâu về đâu. Một cái bộ đỏ và một cái cung xanh. Nhà này chắc là tính chơi hắc ám kết hợp với. Wow. Thiện xạ. À đâu, bắn tỉa nhầm. Tôi quyết bị nhầm thiện xạ với cả là bắn tỉa nhá. Còn liên xạ thì tôi lại nhầm với cả xạ thuật sư. Thôi, bây giờ là phải quyết tâm nhớ này. Gì đây? Kỳ ngộ gì đây? Tối đa 10 lần à? Ok, Zana. Âu Nico 2. Từ từ. Xem có cung không? Bùa đỏ à? Mặc dù là có một cái trang bị vết thương sâu rồi, nhưng mà cái bùa đỏ này thì cũng có thể sử dụng cho con Kai'Sa được. Quan trọng là phải có cung đã. Chứ tôi sợ đổi thêm mấy lần nữa nó lại không được cái mẹ gì, lại anh em mình lại phí ra. Nhờ. Với bài này thì anh em mình Odin ở level 7 nhá. Nếu như mà chúng ta có nhiều người cạnh tranh quá thì có thể lên cấp 8. À, anh em chọn đồ hết rồi. Lên cấp 8 roll update đội hình. Kẹp 7 thần thoại và 2 xạ thuật sư thôi là tôi thấy là ok rồi đấy. Thiện xạ này. À, ông này bắn tỉa này. U rồi, ôi Kai'Sa kìa. Mip mip. Sự kỹ năng gì mà nghe cũng te các vậy. Mip mip. Anh em công nhận không? Thì con bát thì có một cái mấy cái con mip là hay đi theo ấy.
Ở Summer Rift thì tôi cũng hay chơi con bát này vãi. Con này đi troll như vui vãi. Và anh em mình có cái kỹ năng chiêu cuối đồng hồ cát tim địch hài điên, cũng như là càng gì con bát thì tôi càng choáng. Ai ai lên cấp 7 đây. Ui nó lại biến thành màu đêm à, biến thành màu bên ban đêm này anh em này. Lên cấp 7 là cái sàn đấu chúng ta được thay đổi một cái hiệu ứng nữa nha. Mà anh em có cảm giác là những cái sàn đấu có hiệu ứng mà di chuyển như này nhìn nó đẹp nhở, nhìn anh em mình chơi game nó chill hơn. Mà cái sàn này đẹp đấy chứ. Đây rồi, có một cung này. Vậy là chúng ta vẫn còn thiếu một gậy. Chưa có bát hai các bạn ạ. Mình sẽ lắp thêm cho nó một cái cuồng đao. Tiếp theo nữa thì một cái dây chuyền trục tội cho Tam Ken. Còn hai cái BF à? Sẽ là một cái kiếm súng hashtag hoặc là một cái diệt. Tùy theo trang bị của anh em thôi. Nhưng mà cũng cần hơn nhiều cung thật nhờ. Cần hơn nhiều cung đấy. Gì đây, thần tài tới chơi à? Năm thần tài nhỏ nhưng có võ. Cỗ máy hồi máu à? Cỗ máy hồi máu linh thú. Tại vì cột mốc 5 thì nó lại được hồi 3 máu khi mà đối đầu với người chơi. Nhưng mà cái hũ này hơi nhỏ nha Sia ơi. Phải chơi hũ bé tí tẹo teo này. Này là không giòn được. Kết. Lên xin. Ờ không có bát à. Đau đầu thật đấy. Thế là như nào? Không có một con bát 2 luôn à? Trời ơi. Chơi game thì đừng có bịp nhau như vậy nha. Minh Nhật Nguyễn à? Rồi rồi. Nhà này khả năng là chơi Long Vương tiền giả đúng không? Zana này cũng là một trong những cái con mà tôi thấy carry rất là ổn định. Xong đầu lên xin, bàn tay công lý vô cực kiếm. Khét lẹt lẹt. Hình như là vòng 4 này nó sẽ xuất hiện hai loại công nghệ luôn anh em ạ. Ở vòng 4.5 và 4.6 thì ta có thể check ở trên cái hàng đầu. Không biết là anh em có yêu thích cái đội hình gì không? Đấy, nếu mà thích cái đội hình gì thì hãy bình luận ở phía dưới giúp mình nhá. Mình sẽ cố gắng thực hiện những cái ý tưởng của anh em. Và ở trong cái phần video này, anh em có những câu hỏi muốn mình giải đáp như nào, muốn hỏi mình về gì thì có thể là bình luận ở phía dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời tất cả những cái comment của anh em và không sót một cái comment nào. Rất mong nhận được sự ủng hộ của anh em. Uầy, xem con bát của tôi kìa. Mít mít. Đi chợ xong là được chọn lõi rồi các bạn ơi. Wow, 75 máu. Chúng ta đứng ở vị trí top 2. Irelia AC. AC à? Tôi cần một cái gậy cơ. Nhà này đánh thần tài xạ thuật sư. AC cầm cung gỗ thì không khác gì là cục vàng cả đúng không? Có lấy được gậy không nhờ anh em ơi? Anh nào chê thì cứ để phần tôi nhá. Minh Nhật Nguyễn có lê xin. Ok, mình sẽ lấy được. Gà. 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 Này cứ teo lại anh em ạ. Nó đi gừ gừ. Wow. Ăn uống đầy đủ. Chúng ta nên lấy bạn bè phương xa không nhở? Hay là lấy thêm tiền để roll tìm bát 3? Mình sẽ lấy thêm tiền để roll tìm bát 3 đây anh em ạ. Đấy rồi, một phát hai con. Ui, một phát nữa một con. Anh ộp. Anh ộp.
Này mà buổi tối tối anh em mình ngồi vào làm mấy cái trận game rồi chill với cái sàn. Nhưng mà anh em đừng có nhìn sàn quá nhiều nhá. Anh em phải đi đi check map cái. Mấy ông đối thủ này thì cũng thực sự rất là tăng tiến sức mạnh nhanh cực. Hôm nay chơi cái gì đây? Whale rồi á? Đang vẽ con on là như nào? Gặp luôn này. Hình độn va chạm. Nhưng mà về căn bản thì cái đội hình sử gia này nó rất là dễ chơi, kẹp nhiều những cái tướng khác nhau được. Quạt đi là quạt đi. Đúng rồi. Nice. 7 trận thắng liên tục rồi. Wow, một cái lõi bạc ở trận đấu ngày hôm nay. Hộp Pandora sắp sắp vô tận. Lấy đi. Bài này phải có bát 3 thì anh em mình mới giành được top 1 nhá. Trong quá trình vào bát 3 thì anh em có thể bắt tam Ken 3 nữa. Nautilus Lilia combo này phải lên 8 mới kẹp vào được. Nico thôi nha. Wow, tam Ken Nautilus. Bán ai đi? Khó ta. Nãy giờ không ra một con chó gát nào. Tỷ lệ là 19%. Cũng tương đối là cao. Thần tài kẹp 5 tiền Irelia rồi. Nhà này sử gia có CV3, Garen 3 khá là trâu. Ghét thế. Wow, kẹp con Illao với cái đội hình sử gia này là hợp lý này. Vừa có thêm tank lại còn kích hoạt thêm pháp sư cho Joey. Quạt đi. Ô, nhìn mấy cái con nó nảy 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 ấy, anh em nhìn hài không? Nảy với con đằng sau vẫn thua ạ. Nhà này một trong những cái đối thủ đáng gờm đây. Anh gộp, cứu tôi anh gộp ơi. Một cái nước mắt à? Đó là cái lõi công nghệ nó vừa cho mình một cái nước mắt nhé anh em nhé. Không phải nước mắt từ từ mấy con lõi gộp đâu. Cách xa 2 à? Ok. Cách xa 2 tôi thấy cảm giác như chúng ta phụ đam nhiều hơn. Một cái giáp lưới. Gì đây? Một con Irelia, cái gì nữa đây? Một con Kai'Sa. Rất là nhiều tiền các bạn ạ. Sự dưng phát cho mình nhiều tiền thế. Và 100 tiền rồi. Ba này phải roll tìm bát 3 luôn này. Úi dồi ôi. Cháu xin ạ. Xét. Thôi bây giờ lên cấp đi. Còn đồ đạc à? Chúng ta sẽ lấy thêm một trang bị phòng thủ nữa và dồn thêm đồ cho Kai'Sa nhé. Kai'Sa thì mình thấy là cũng có thể cầm Sojin được. Còn mỗi khi mà có những trang bị mảnh nhỏ lẻ thì mình rất là hay chọn đai máu. Tại vì chúng ta có thể lắp bất kỳ cho con nào cũng được hết. Shaya. Thần tài 5 tiền này. Rồi ôi, Irelia này thì đâm sao mà xuyên qua được lớp da dày của Tam Ken đây. Quầy vàng này. Lên cấp thì bây giờ phải tìm lại Lilia để lấy ngưỡng 7. Này đi. Nautilus. Tôi có Nautilus rồi nhưng mà chưa có con Nai các bạn ạ. Sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em chơi một cái form với con Nai nữa. Con Nai là một trong những cái con mà cao thủ sử dụng kinh lắm. Thân ở đâu nhà này đánh định mệnh AFE. Đã có set từ rất là sớm. Nhưng mà chưa có được Ariba với cả ấy à. Yasuba như là đang vẫn cố gắng nỗ lực roll này. Mà lên 7 roll thì hơi chiến nha. Nó là hơi bị tỷ lệ bị chấp nha. Cái bài Yasuo với cả Ahri hôm nọ tôi cũng đã làm cho anh em rồi. Bài đấy thì chúng ta cần phải là
có được gọi là nhiều Yasuo với cả Ahri từ sớm cơ, thì anh em nên chơi. Còn không thì anh em cứ phải gọi là xoay sở sang AP hoặc là Syndra. Syndra meta này mạnh lắm anh em ơi. Rất, mình vẫn còn rất là nhiều những cái giáo án khác nhau để cho anh em có thể thỏa sức lựa chọn. Rất mong anh em sẽ ủng hộ mình một like ở cái video này cũng như là một đăng ký kênh. Bấm thêm quả chuông mỗi khi mà mình ra những cái video mới nhất, anh em sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Trần Cung. Trần Cung nè. Quạt đi. Hay quá. Ui, quạt cái lay 3 ra bã luôn anh em ơi. Còn cái lay 4 thì mình lại bị quật ra bã. một cái ấn thần rừng, hai ấn u linh, một ấn hắc ám và một ấn long vương. Rakan. Bài này thì tôi chắc là cũng không cần cái ấn gì hết. Nếu mà có cái thôi thì mình sẽ lấy thêm đồ thủ nhá anh em nhá. Ok xong niệm luôn rồi. Sao niệm vậy? Ủa? Ai làm gì? Nautilus. Đây còn ai này. Nhưng mà mình phải bỏ đi con Sylas à? Nhưng mà Sylas bây giờ nó đang tăng máu cho đội hình. Thôi anh em mình để tiền lên 9 nữa đã. Tập trung lên 9 ạ. Minh Nhật Nguyễn này. Xong đầu. Mày mới chiến mãi cho hẳn Iren lên đầu để có thể ấy luôn ạ. Một con Lazy này nó đá văng linh hồn ra kìa. Ui ui ui. Đá đau đấy. Mà không qua được lớp giáp của Tam Ken rồi. Ui hiệu ứng này. Ui cái ứng cuối cuối cute vãi. Dương Hòa vắt mẹ tôi cũng hơi bị gọi là nhìn hơi sợ sợ thôi. Ui Tam Ken 3 luôn. Thôi xong rồi đấy. Game này là tôi xin à. Đánh cấp luôn anh em. Rồi 7-8 linh hoạt 6 sử gia 7 sử gia này. Ô meta dạo này nhiều sử gia đấy nhở. Cho ta gặp TQ gái. Cho anh em xem cái hiệu ứng kết liễu nào. Gặp không? Chắc là gặp luôn. Nhưng mà không biết là có ăn được không. Syndra đồ cũng đẹp này. Nhưng mà ông này gặp mình đúng cái lúc mà mình vừa mới lên được Tam Ken 3 và kích hoạt 7 thần thoại cơ. Khó. Hồ ly chín đuôi. 55 máu đối đầu với 64. Chỉ còn lại một nhà sử gia thôi các bạn ạ. Xem anh chàng này sẽ làm gì để đánh bại đội hình thần thoại của mình đây. Với sử gia thì nó sẽ mạnh ngay lập tức, còn thần thoại thì chúng ta sẽ cần phải có được những cái điểm cộng dồn ở dưới chân những cái vị tướng. Ví dụ như anh em xem con Lilia của mình. Đấy, dưới chân thì nó có một cái stack màu sáng thôi. Sau 4 vòng đấu thì nó sẽ hoàn thành 4 stack và chúng ta có thể búp được max chỉ số cho nó. Kai'Sa nhiều thế. Nếu mà lên 9 được rồi thì anh em có thể tích tiền lên 10. Còn không thì chúng ta có thể all in tìm kiếm Night 2 Sylas các kiểu. Nautilus. Xuất hiện nhiều Kai'Sa quá nãy giờ luôn. Tôi lại muốn bắt là một cái nhân vật chính ở trong game đấu này thôi. Kai'Sa 3 thôi cũng khó đúng không. Nhà này thì vừa mới bỏ hai sử gia đi, kẹp thêm cảnh vệ các kiểu à. Muốn củng cố dàn tanh thêm này. CV 3 đồ đẹp này. Thật sự là quá khó rồi anh em ạ. Mà mình đạt đến ngưỡng sức mạnh này thì wow.
quá khỏe rồi. 18 máu một phát. Tức là còn 3 vòng nữa thì nhà này sẽ bay máu. Cũng như lại hồi được 8.000 máu của cái ấy rồi. Vút rồng rồi. Làm gì đây, làm gì đây, level 8 thì lấy ra E-Rank 2. 3 tướng sử gia 3 sao. Tức là cho thêm một con sử gia Irelia cầm đồ random. 7 sử gia lại à? Ờ đúng rồi. Anh em nên đánh một là 3 sử gia, 2 là 7 sử gia. Đánh 5 thì tôi vẫn không đánh giá cái ngưỡng 5. Còn ngưỡng 10 thì nó là vô địch mà. Nó là vô địch. Bát ơi. 113 sát thương phép và 113 sát thương vật lý. Ôi nó này kìa. Khỏe quá. Thôi anh ơi đừng có kêu nữa mà. Vả hết chúng mày, bán hết chúng mày đi bây giờ. Cứ khè khè team bạn thôi. Mày team bạn sao chơi. Cảm giác bất lực. Sắp đến rồi. Biết là Đức biết nút đầu hàng ở đâu không? Đi chợ có Ire 2 thì ngon cho Đức luôn. Giờ tiền cũng cạn tiền rồi. Cái le thì nó hồi sinh những cái đồng minh nhiều máu nhất à, mạnh nhất à. Wow, hồi sinh con Garen 3 kìa. Ok. À, vẫn hồi sinh tiếp ạ. Hồi sinh. Có gì không? Cũng có Irelia rồi và chúng ta cũng chả có cái ấn gì cả. Mình sẽ lấy một cái dây chuyền. Làm thêm đồ thủ. Mình không phải Asia cũng được. Ờ tính ra mình lấy Asia 5 tiền nhá. Quên á. Một round đấu combat cuối cùng. Giờ mình sẽ roll hết tiền tìm ấy nha. Hay là để cho Đức dãy. Tôi vẫn chưa muốn gọi là. Thôi xong rồi, cảm giác này tôi rất là sợ. Cảm giác bất lực. Không làm được gì ngoài cái điều này. Ok. Thế mình sẽ bán hết tướng. Ui không kịp ạ. Và khả năng là trận đấu tạo cung sẽ là kết thúc tại đây rồi. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video sắp tới. Bye bye tất cả anh em.